Xài nhiệt độ để tạo kiểu vậy lâu ngày có sao không anh? Nhìn tóc nó bị ép tội quá. Bạn này đang thương cho cái tóc à? Khi thương cho cái tóc vì nó bị ép nhiều quá đúng không? Thì thực ra thì nó cũng không nhiều lắm đâu. Đôi khi mình tạo kiểu một số kiểu mà mình phải cần để máy ép thì mình mới sử dụng để máy ép thôi, chứ còn bình thường thì mình không mình sử dụng máy sấy đấy. Hoặc là mình có những kiểu mà mình không cần phải sử dụng một cái gì cả, chỉ sử dụng gel các thứ thôi là xong rồi. Thì ở trên cái máy là ấy, nó sẽ có những cái khung nhiệt độ khác nhau từ 130 độ cho đến 230 độ. Đấy, thì mình phải xem cái tình trạng tóc của mình đến tầm nào để mình làm. Thì ví dụ như tóc mình là tóc đã nhuộm, mới chỉ nhuộm uốn thì đấy mà nó cũng tình trạng của nó cũng khá là khô ấy rồi, mà mình khó tạo kiểu quá, mà nếu mà mình phải động cái máy nào thì mình để nhiệt tầm 150 160 thôi. Còn những cái tóc bạn nào mà ví dụ như là đã từng tẩy rồi nhá thì nó rất là yếu rồi, rất là khô rồi, thì mình để nó hơi khung ở 130 đến 140 thôi, mình tạo kiểu là nó cũng rất là dễ ăn ăn nhiệt rồi. Còn đối với những tóc bạn nào khỏe mà không làm gì cả, là tóc tự nhiên hoàn toàn ấy mà mình có tạo kiểu ấy, thì mình có thể để lên tầm 180, 190 đấy, hoặc nó cũng có thể hơn một chút. Nhưng mà nếu như mà mình ngày nào mà mình cũng tạo kiểu máy này ấy, tức là thường xuyên luôn ấy, như mình thì mình ít nhá, nhưng mình thì mấy ngày thì mình có kiểu nào đấy thì mình mới sử dụng máy này thì mình mới dùng thôi, mình cũng không sử dụng nhiều lắm đâu, không phải ngày nào cũng sử dụng đâu. Còn máy sấy thì ngày nào cũng sử dụng. Thì anh em muốn chăm sóc tóc mà làm sao mà khi mà anh em sử dụng máy là máy sấy thường xuyên, mà muốn anh em làm sao xong tạo kiểu mà không sợ không hỏng tóc, thì anh em phải chăm sóc tóc, phải cung cấp dưỡng chất cho tóc, tức là mình phá nó bằng cái máy là nhiệt nóng, như thế nó sẽ làm mất đi cái độ ẩm của tóc, nó tức là mất nước ấy, tóc nó sẽ mất nước thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng khô đấy. Chính vì thế mà anh em cũng phải cung cấp cái độ ẩm, cung cấp cái dưỡng chất cho nó, thì mỗi lần anh em gội đầu xong thì anh em phải có những cái sản phẩm chăm sóc tóc, phục hồi tóc đấy. Sau mỗi lần như thế là anh em ra anh em sử dụng thoải mái, tức là anh em phá được thì anh em phải 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 chăm sóc nó được, chứ không chỉ có phá thôi mà không 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 chăm sóc gì cả thì nó sẽ nhanh hỏng tóc đấy, chỉ có thế thôi nhá. Bạn này bạn hay quá. Tóc bị ép tội quá rồi, cảm ơn bạn.